Xin chào mọi người. Bữa nay nhà mình sẽ làm một món ăn liên quan tới bí đỏ nha. Giờ thì để mình gọt cái trái bí này ra coi trong ruột nó có ngon không nè. Nhưng mà thường thì loại bí này nó rất là ngon. Giờ chúng ta cùng làm thôi. Thì chúng ta sẽ sử dụng nửa trái thôi nha. Trái bí này trong ruột nó rất là ngon, vàng tươi luôn nè, thịt dày, rất là dẻo. Sau khi mà mình đã gọt bí xong thì mình sẽ cắt khúc, rửa sạch rồi cắt khúc vừa ăn như này. Mình sẽ đem hấp bí cho chín mềm nha. Giờ mình sẽ bắt nồi nướng lên hấp bí nha. Bây giờ thì nước nó cũng sôi rồi, mình sẽ cho cái bí lên hấp nha. Rồi, đậy nắp lại. Bí thì hấp cũng được khoảng 15 phút. Mình sẽ kiểm tra coi nó chín chưa nha. Dùng một cái đũa. Nãy mình có kiểm tra mà nó chưa chín. Ồ, chín rồi các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy ra. Rồi, bí đã hấp chín thì mẹ sẽ cho ra cái tô, nhưng mà mình không có lấy phần nước hay mẹ. Đó, nước, nước. Bỏ cái nước hấp ha. Tại vì cái trong cái bí nó có ra nước chút chút. Bí này vàng đẹp lắm nè. Vàng. Vàng này. Nghệ đậm luôn á. Cái gì bí hấp màu chín nha. Dẻo nó màu chín rồi. Mềm. Mẹ cho đường nha. Mẹ mình chỉ để vô đó một muỗng canh đường thôi. Tại vì mình bí nó cũng ngọt rồi, bột cũng đã ngọt hết, cho nên mình cũng để muỗng muỗng canh đường thôi, không có để nó nhiều. Nó ngọt nhẹ nhẹ thôi, tại vì cái này bánh bánh màng thầu nha, bánh màng thầu nha mọi người. Màu sắc thì là nổi bật. Lấy cái gói men ở trong bột ra. Trong mỗi cái bịch bột Miko này nó đều có một bánh bao đó, nó đều có cái gói men sẵn như vậy, rất là tiện luôn. Men khô. Rồi mẹ cho men khô vô. Mẹ cho nửa hộp sữa. Nửa hộp sữa là khoảng 90 tới 100 ml. Tại hộp đó là 180 ml. Mẹ trộn đều lên. Cái bí này nó còn ấm đó mẹ. Mình ủ nó rất là tốt ha. Là món nào mà nhiều màu nhìn thích ghê. Mình cho ít bột vô ủ luôn. Mình cho vào nhồi đúng không? Chờ lại một xíu để làm bột. Rồi làm tráng bột. Nhà mới nhồi bột. Bột vô cái màu nó lợt ra ha. Nhưng mà nó vẫn vàng. Nhìn nó rất là ngon. Mấy hôm nay nhà mình vô bếp này làm. Tại vì ở ngoài trời nắng quá đi. Nóng lắm. Hơi nhão. Đâu rồi, đập bột. Ở nhà chống dịch bởi vậy làm món này món nọ. Mẹ nghe nói ở nhà chống dịch làm món này món nọ mẹ cười. Trên Facebook bây giờ là mấy chị đồ ha, mấy anh mấy chị lên đó ha. Món độc lạ không luôn. Bởi vậy nhà mình chia sẻ những cái món ăn trong nhà làm rồi
cảm thấy cái công thức đó nó dễ làm, có thể chia sẻ với mọi người. Mọi người đừng có cười nha. Giờ mẹ cho bột ra bàn rồi. Đây là bàn ăn của nhà mình rất là sạch, thì mình lao nó trắng tươi luôn nè. Chứ không phải tại đá trắng nè. Đá trắng nhưng mà không lao, không dọn sao nó trắng được. Thì bột ngon quá mẹ. Thấy cái gì cũng nói ngon hết, thấy cái ai cũng quả không nu. Vậy là mai có đồ ăn sáng ngon. Mình ăn màn thầu à. Mình thích ăn bánh bao, màn thầu rồi vậy đó. Ngon, dễ ăn. Nhìn bột ngon chưa nè. Giờ mẹ chia bột ra rồi mẹ sẽ cán để tạo hình bánh thôi mà. Bánh này là mấy em nhỏ rất là thích. Tấm này nói cái kiểu màn thầu có thể ăn được với nhiều món khác nữa. Nên ăn không cũng rất là ngon. Đây là cái nồi quen thuộc của nhà mình. Thì bây giờ mình sẽ bắt nước sôi lên để đợi cho bánh nó có độ nở xíu rồi mình hấp. Trong nồi thì nước nó cũng sôi rồi. Giờ mẹ cũng nhào bánh xong, nặng tạo hình xong rồi sẽ hấp. Nè, bánh nở ngon chưa? Màu đẹp quá mẹ. Nước sôi rồi mẹ cũng để bánh vô. Để nắp lại ha. Mẹ xả hơi bánh thơm quá. Thích quá đi. Bánh chín rồi mẹ sẽ lấy bánh nha. Thích quá.
Bây giờ thì bánh đã chín. Bây giờ xin mời mọi người cùng dùng bánh với gia đình mình nha. Nó xốp. Nó xốp vậy đó. Đâu mẹ cho con coi. Ồ, đẹp quá. Xốp mà mềm mà béo ngon lắm. Nè, đó. Ngon ha. Thơm. Mẹ ăn thử. Tại vì mình ngồi bằng sữa. Sữa tươi nó béo. Bí nó cũng béo nữa. Ngọt thì dai mà béo, độ ngọt thì vừa. Này ăn sáng là ngon lắm luôn. Ăn chơi ăn giặt cũng được. Bánh ngon chưa nè? Mình đang nói chuyện với cháu của mình á. Nghe tiếng của nó. Nó nói gì vậy? Đâu? Ultraman. Cái nghe nè, con hát cái gì đó. Fly fly cho đi nghe cái đi rồi mình ngồi tiếp. Bye bye bye. 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 Ờ lắm. Em cứ gọi em bé nằm. Các bạn cũng đã mời tất cả mọi người dùng thử với gia đình mình rồi. Thôi bây giờ gì cảm ơn nhiều nha. Rồi bye bye. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau nha. Cảm ơn nhiều. Ngon quá. Bây giờ thì bánh đó, mẹ cũng đã làm xong. Tâm sẽ khoe với mọi người thành quả của hai mẹ con trong buổi trưa ngày hôm nay nha. Ngon chưa nè? Đó, nãy giờ mình cũng quay rồi thì rất là ngon luôn. Ngày mai mình sẽ có đồ ăn sáng thật là tuyệt vời luôn. Bây giờ thì lựa một cái nào đó nó không có ấy lắm thì mình sẽ ăn thử. Tại vì mình ăn thử mà không có còn ăn đồ đẹp lắm, còn cái đẹp đó mình sẽ để dành quay cho mọi người coi thôi. Nè, ngon chưa? Thích quá. Ngon. Ngon mà đẹp nữa. Hy vọng mọi người sẽ yêu thích món bánh này. Rồi bây giờ thì mẹ cũng đã chào tạm biệt rồi, mình cũng xin được chào tạm biệt và kết thúc của video và kết thúc video clip của mình ở đây. Tạm biệt mọi người và các bạn hãy nhớ đón xem video clip mới nhất của mình nữa nha. Bye bye.